Giang Chí Minh Thảo à. Trưa nay là em đón tiếp chị Huyền. Chị qua lựa một cái lắc bản hàng rào nha, móc máy. Bản là bản 3 phân, rất đẹp luôn. Trọng lượng cái lắc này là một lượng 2 phân 4 nha. Trị giá là gần 36 triệu. Chị lựa thêm một dây chỉ công ống chạm rồng. Phơm dây này là dài 6 thước nha. Trọng lượng là một lượng 2,701. Trị giá là 44 triệu nha. Rồi, cái này em để hộp cho chị Huyền nha. Cảm ơn chị Huyền nhiều ạ. Rồi, em gửi chị Huyền hóa đơn. Em xin chào quý hàng tiệm vàng Chí Minh Thảo ạ. Thì chiều hôm nay là em có Lộc Cương và chồng anh Dũng. Hôm nay là hai anh chị đến ủng hộ em xi men với lại lắc nha quý khách nha. Đây, giới thiệu cho quý khách xem cái mẫu xi men mới vừa về hàng đây. Mẫu mới nha. Đây, hàng rất là đẹp luôn, ống 2,5 ly nè quý khách nè, ống vuông. Đó, trên tay của chị là đang đeo cỡ khoảng 3 bộ xi men nha. Gần cây 2 vàng nha quý anh chị, móc máy. Hôm nay là em về đủ kiểu móc máy sáng lắm. Ống 2,5 ly, 3 ly. Quá đẹp. Rồi, tiếp theo là lắc cho anh nè. Hôm nay là anh đeo lắc ngựa mã đáo thành công nha. Phong lắc này là 8 chỉ hơn, gần 9 chỉ vàng. Thẻ hàng rào nha quý khách. Đó, nam đeo thẻ hàng rào nhìn nó mạnh mẽ, nhìn men đó. Đó, ok ha. Hai sản phẩm hôm nay anh chị mua ủng hộ tiệm với giá trị là cỡ khoảng 72 triệu quý khách nha. Cảm ơn hai anh chị hôm nay đến ủng hộ tiệm em ạ. Dạ. Em đón tiếp chị Hoài. Chị qua lựa một cái dòng lò xo bi. Quá xinh luôn quý khách nè, dòng lò xo bi này là chính hàng nha. Trọng lượng cái dòng này là một lượng 1,7 phân 3. Còn cái dòng của em đeo là 14 hàng là như hai bộ xi men quý khách ha. Trọng lượng là một lượng 6. Móc máy rất đẹp luôn, em về đủ ni tay luôn nha. Cái này mình đeo rất là dễ luôn. À, chị lựa thêm một sợi dây vàng mà công ty 610 nha. Đây là mẫu si ý. Dạng đây là dạng giá cánh bướm nha. Dây này, phong dây này là 5 chỉ. Cái này em để hộp hết cho chị Hoài ha. Em gửi chị hóa đơn, cảm ơn chị ạ. Chào khách hàng thân yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Sáng hôm nay thì Kim Thành Thảo có lọc của hai mẹ con chị Oanh. Hôm nay là mình đến ủng hộ em bộ vàng cưới nha quý anh chị nha. Quá đẹp luôn, trời cái kỳ thiết kế nè. Đây đây, cô dâu nào mà muốn đeo mà đồ đẹp mà đeo, nói chung là đời người chỉ có một lần á quý khách. Nên chọn cái gì mình nó đẹp, nó tinh hoa nhất mình đeo. Đây là kiền bó hoa thiết kế nha. Rất là đẹp luôn, mẫu mã là cực kỳ sang trọng. Kiền này là trọng lượng là 6 chỉ nha quý khách nha. Rồi một cái dòng tay, dòng này dòng chạm nha, 2 chỉ. Đó, dòng chậm rồng hay là lông phụng hay là kiểu hoa văn. Rồi một đôi bông tai nữa nè quý khách nè. Rồi bông tai đẹp quá, đôi bông con chỉ mà nhìn xuất sắc chưa. Đó, đeo bông toàn ten lên là lên hình nó mới đẹp, nhìn nó mới ra cô dâu. Đây, cả bộ hôm nay thì mua ủng hộ em gần một cây vàng nha quý khách nha, 9 chỉ hơn, có giá trị là 49 triệu à. Quá đẹp luôn chị ơi, nên để em để hộp cho chị luôn ha. Rồi, em cảm ơn hai mẹ con hôm nay đến ủng hộ tiệm em ạ. Dạ. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Trưa hôm nay thì Kim Thành Thảo có lọc của vợ chồng của cô Lan ha. Thì hôm nay là cô chú đến ủng hộ em một cái lắc khoan lọc hai hàng nha quý khách nha. Đây, khoan lọc đôi, trời quá đẹp. Hai hàng khoan lọc đôi nha quý khách nha. Cái này là hàng full máy, mặt trước là cắt máy ha, còn mặt sau nó làm dạng trơn nè, để đeo nó em nó không có bị xước ha. Quá đẹp luôn quý khách ơi, một cây tư vàng nè, xuất sắc chưa, rất là sáng luôn nha. Mẫu này nhà em có từ một cây cho đến ba cây nha. Đây cô xin mời cô Lan đeo luôn ha. Đeo cái này nè, ăn chắc mặt bền mà đẹp nữa, chất lượng quá trời luôn, quá là chắc chắn. Dạ, sinh nhật của cô nè, hôm nay là chú mua tặng nha quý khách nha. Trời, cỡ này mà còn cưng chiều ra chắc là ngưỡng mộ tình yêu của cô chú luôn. Làm có 17 bàn. Trời, làm có 17 bàn thôi. Sương sương có 17 bàn à. Dạ. Con rất là cảm ơn cô chú đã đến ủng hộ tiệm con. Cũng nhân dịp này thì con cô chúc cô là một cái sinh nhật thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình ạ. Dạ, cảm ơn cô. Em chào khách yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Chiều hôm nay thì Kim Thành Thảo là có lọc của chị Dung. Hôm nay chị Dung đến hộ em một cái dòng nha quý khách nha. Đây là dòng bản dẫn sóng kim tiền, ni lớn luôn nha quý anh chị. Ni này là phải là ni 60 luôn á quý khách. Trời ơi xuất sắc luôn nha, vừa cái là vừa ý chỉ luôn nè. Dòng bản này cao 8 phân ha, dẫn sóng xen kẽ kim tiền, cắt máy đều hết luôn. Dòng này có trọng lượng là gần một cây mốt vàng nha. Em quay tư liệu. Này, rất là đẹp luôn quý khách ơi. Dạ, cho em xin. Ồ, xuất sắc quá.
vàng không luôn nha quý khách nha, không có hồ phạt gì hết, sang đơn giản mà đẹp quá trời, vừa bụng ha, quá đẹp. Rồi nhìn cái tay chỉ đeo nè quý khách nè, tròn do, đeo đều, không có bị ngắn nha, đeo đều y luôn á. Đó, cái dòng hôm nay mua ủng hộ em có giá trị là 38 triệu quý khách nha. Đây chị yêu, em gửi hóa đơn. Cảm ơn chị Dung hôm nay đến ủng hộ em ạ. Dạ. Em xin kính chào quý khách hàng thân yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Lộc sáng may mắn hôm nay của Kim Thành Thảo là có chị Vân ha. Hôm nay thì chị Vân đến ủng hộ em một cái sợi dây giác vuông vàng Italy 750 nha quý khách ơi. Sợi dây phải nói là siêu đẹp luôn. Rất là sáng nha, cái mũi dây này là móc máy mũi xoàng nè. Sợi dây có trọng lượng là 28g43 quý khách ơi, đẹp lắm. Rồi em nhìn mà em cùng mê đó nè, từng cái giác nó cắt rất là đẹp luôn nha. Cái mũi xoàng nó sắc nét lắm, nhỏ xíu mà xinh cực kỳ luôn nè. Rồi, rất là đẳng cấp luôn ha. Sợi dây hôm nay chị mua ủng hộ em có giá trị là 40 triệu hơn nha quý khách nha. Em xin phép đeo cho chị Vân luôn ha. Bữa nào chị ra chị ủng hộ em cái lắc nữa. Dạ, đeo đẹp quá chị ơi. Thiệt sự luôn, đỉnh, quá đẹp. Đeo hàng ý là thiệt đẳng cấp liền luôn á. Em gửi chị Vân, chị Vân cái này là chị ráng giữ hóa đơn giùm em nha. Mai mốt cứ mua bán trao đổi gì đem ra cho em mà được. Cảm ơn chị Vân rất nhiều ạ. Hai anh Sự qua Kim Minh Thảo em lựa một cái lắc nha. Lắc phen lầm mẫu móc máy 5D nha. Hai bên lắc là có logo thương hiệu đó nè. Lắc này là em về đủ trọng lượng vàng luôn, đủ kích cỡ tay cho khách hàng luôn. Trọng lượng cái lắc này là gần 1,5 lượng nha. Móc máy cực kỳ sáng. Em mượn tay em đeo cho anh nha. Quá đẹp luôn á. Này. Khóa đây là dòng khóa hộp ha. Hai khóa dự phòng hai bên nữa. Rồi. Sang cực kỳ. Rồi, em gửi anh hóa đơn. Mà đón tiếp anh Sự. Anh Sự là ở gần mình, ở gần quận Tân Phú mình luôn hả? Bình Tân hả? Rồi, anh qua lựa một cái lắc bản hàng rào quá đẹp luôn. Đây lắc này là ba thẻ chạm nha. Chạm chữ Phúc Lộc Thọ. Quá đẹp, mẫu nổi 5D nha. Chữ là nổi lên ha. Trọng lượng cái lắc này của anh là 1,6 lượng nè. Em xin phép đeo cho anh Sự nha. Anh đeo tay nè. Đây. Khóa đây rất là chắc luôn á. Này, gài khóa này xuống nữa. Đây, để em quay cái mặt này. Nó mới thôi anh nè. Quá đẹp luôn. Trị giá cái lắc này của anh là 56 triệu nha. Rồi em gửi anh hóa đơn. Cảm ơn anh nhiều ạ. Anh Nảo à, chiều nay là em đón tiếp cô Ánh. Cô qua lựa một cái dòng bính bi nha. Quá trời đẹp luôn. Đây dòng bính bi này là 4 len nha. Dòng này là em về đủ len luôn, từ 1 len đến 10 len luôn ha. Trọng lượng là tùy, mỗi chiếc là 5 chỉ ha. Chiếc này của cô là gần 1,5 lượng nè. Mềm, rất là êm tay luôn. Có mượn đây cho cô nha. Khóa này khóa xước pha. Này. Này, quá trời sang luôn. Trị giá cái dòng này của cô là 50.800. Con gửi cô Ánh hóa đơn, cảm ơn cô Ánh nhiều ạ. Cảm ơn. Em chào quý khách hàng thân yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Thì sáng hôm nay Kim Thành Thảo là có lọc quên nguyện ha. Hôm nay anh Nguyễn ném hộ em một sợi dây và một cái mặt con đại bàng tung cánh nha. Đẹp lắm nè. Đây là dây bắt nai nè quý khách ơi. Sợi dây quá xuất sắc luôn. Dạng dây này là nối ống trúc nha. Ống trúc và chạm ống rồng luôn. Đây chạm rồng nha. Còn ống trúc là cắt máy. Sợi dây mắt nai nha. Và một cái mặt đại bàng tung cánh nha. Cái này là nó có gấp ngọc trắng nha quý khách nha. Dây thì có trọng lượng là 2 cây, còn mặt là 7 chỉ hơn nè. Đó. Hai sản phẩm này hôm nay mua ủng hộ em có giá trị là 96 triệu nha quý khách nha. Form dài rất là đẹp luôn. Dài 6 tấc trồng đầu dễ đeo lắm luôn nha. Đây, xuống tăng. Rồi, cái này lát nữa anh đeo luôn anh ha. Em cảm ơn anh hôm nay đến hộ tiệm ạ. Chị qua lựa một đôi bông mẫu thiết kế của chị chủ bên em á, rất là đẹp luôn. Đây, đeo vừa vành tay rất là sang luôn. Em quay cận cho khách mình coi nha. Bông vành tay con bướm nè, toàn ten, ba toàn ten rất là đẹp luôn. Trọng lượng đôi bông này là 4,2 chỉ nha. Quá trời đẹp luôn, vừa vành tay chị luôn á. Rồi, chị còn lựa thêm một cái lắc tay, lắc liền nhẫn cho em mượn tay đem đeo luôn chà. Lắc liền nhẫn ha. Đeo nó hơi ốm em mà vô trong cái vừa chị ha. Đau. Này. Quá đẹp luôn. Lắc liền nhẫn cho em mượn. Đây, lá tô ba màu tím. Cực kỳ xinh luôn. Trọng lượng cái lắc này là 5,2 chỉ nha. Nguyên bộ này của chị Thanh là 36.500. Rồi em gửi người đẹp hóa đơn nha. Cảm ơn chị nhiều ạ.